Chào tất cả anh chị em mình ha. Thì để đáp ứng nhu cầu mà phục vụ một số cây phôi, và mình sẽ lựa ra một số cây đẹp để mình giao lưu trước. Thì đây là cái ống 27, giá rẻ nha bà con mình nha. Đây ống 27 là cái cây em để gần nè ha. Đó, thì cái size nó thì nó cũng tương tự nha, nó bự hơn cái ống 27 nhiều nha. Đây, nó cho anh em mình coi cái cây nhỏ nhất là cây này nè, thấy không? Cho nên là bà con mình tham khảo cái ống 27 giùm em nha. Thì mình sẽ quay từ cây số 1 tạo lên ha. Mình báo giá luôn á là 400 ngàn cây, 400 ngàn cây nha bà con mình, bao ship ha. Anh chị em mình nhớ nha, đúng ra là mình bán 600 nhưng mà thôi. Giao lưu với anh em mình khoảng vài chục cây nha. Đây thì anh em mình chịu khó xem để mình lựa những cái cây đẹp ha. Đây số 1 nha. Thì sẵn đây tham khảo luôn cây số 1 bà con mình cắt đây nè nha, cắt ngang đây cái cắt đầu đinh ha, anh chị mình thấy không ha, cây số 1 đó. Đây mã số 1. Thì qua cây số 1 là cây số 2. Mình thì mình góp ý về dáng thôi. Tại vì cây linh sam cũng nhiều anh chị em mình gành về dáng này kia rồi, thì đây cây số 2 thì nếu nếu như mình á thì mình sau này mình nuôi nó ăn bít rễ rồi thì mình sẽ đây cái cây này thì khúc này mình sẽ cắt ở đây lấy cốt nha bà con mình ha, cắt đây bỏ ha, cắt đây cắt ngược lại nha. Nó độ cao nó sau này nó lên tới đây thôi, tức là cây này là phong cao. Cây này đẹp nè, nhưng cây này đẹp, cây cây đế như gì đúng ra là cũng 600 ngàn á, nhưng mà mình bán 400 ngàn cây ha. Nhưng mà con mình nếu ưng ý thì gọi cho em là cây số 2 nha. Xuống cây số 2 nha bà con mình nha. Tiếp theo là cây số 3 thì vẫn là cây thật lắc ha. Thì bà con mình nghiên cứu cái đế giùm em. Đây cây số 3 thì có một số người có thể là chơi bút măng nè, nếu lựa mặt tiền đây, còn không là chơi thật lắc ha. Cái đó là tùy bà con mình nè, cắt cắt này bỏ chơi bút măng hay thật lắc chẳng hai gì cây số 3 nha. Thì mình bán hàng rồi mình nói rẻ thì cái chuyện đó bình thường, nhưng mà anh em mình cái quan trọng là bà con mình có cái nhu cầu mình cần hay không á, cái đó là là một chuyện ha. Tiếp theo là cây số 4 nha bà con mình. Đây số 4. Số 4 mình cứ từ từ mình lựa, mình mua mình lựa ha, đâu có gì đâu, mình lựa để mình tìm ra cái cây đẹp. Cây số 4 thì vẫn là cây thật lắc luôn. Thì theo em góp ý là anh em mình về cũng khoan hay cắt linh sam nó dễ nuôi mà, làm những cây mini thế này đây thì tuyệt vời nha. Đây số 4 ha. Anh em mình thấy cái cây này mình đã cắt 2-3 lần nè, làm mini nè. Nó thì bà con mình tự đánh giá cái giá mà khi mà bà con mình lên cái cây mini như thế này đây. Đó, rễ nó ra ha. Hồi nãy mình hy sinh mình chế nước ra cho bà con mình coi luôn đây nữa nè. Những cái cây linh sam nè, đế đều 24 giờ đây nữa nè. Đây là cây nguyệt này nó cũng khỏe mạnh ha bà con mình ha. Cây nguyệt hôm nay lên giá nha bà con mình. Đây là vấn đề là cây thật lắc phong cao ha, bà con mình thấy không đó. Cho nên là giá hôm nay lên thì nói chung là cái cây này mình muốn để chơi á, cho nên mình tự nâng giá lên. Anh em mình muốn được cái cây mà giá cao thì mình tự mình làm ha, tự mình làm cái sẽ được giá cao. Đây linh sam siêu bông là bà con mình nha, cái lá của linh sam siêu bông ha, tuyệt vời chưa đó. Cho nên là
bà con mình tham khảo. Tiếp theo cây số 4 là cây số 5. Đây. Số 5. Nay mình nhớ hôm nay là ngày 27 tháng trực lắc phong cao nè. Tháng 10 ha. Anh em mình về cắt ngang đây đi. Cắt ngược lại ha, tuyệt vời không? Rất là khá cây nha bà con mình nha. Đây là có đã giảm giá rồi cho bà con mình. Số 5 rồi. Số 5 rồi tới số 6 đi. Đây. Đẹp không? Bữa nay mình bán 10 cây là 3,5 triệu, 350 cây, nhưng mà hình như hơi khó mà con mình, khó tiếp cận á. Hơi khó cho nên là anh em mình cứ cứ như vậy đi. Số 6. Ưu tiên cho khách quen ngày hôm nay, nếu mà hôm nay có khách mua mà những cái cây linh sam á, mua một cây của em á thì có tiếp tục mua á, thì mình sẽ giảm giá, mình bán 300.000 cây ha. Thì hôm nay có hai người khách mua là nghe bà con mình ha, thì để mình cũng như tri ân khách cũ đi. Có mua thì mình giao lưu. Thì bữa nay là 27 tháng 10 á, ai mà có mua đơn hàng 27 tháng 10 á linh sam thì liên hệ với em nha. Đao điểm là hồi sáng là có người mua nè, một cây lẻ cũng có người mua nữa. Để có quay lại mua, có coi video này thì em sẽ bán 300.000 cây thôi, để mình tri ân khách cũ ha. Số 4 nha, đi số 6 bà con mình ha. Số 6. Số 7 nha. Đẹp không à? Thật ra là nếu mà mình không quay á thì anh em mình không có thấy cây, anh em mình không có dự ý được. Cho nên là cái số cây thì mình đương nhiên là giao đúng cái số cây của anh chị mình mua nha. Số cây nè. Đó, cái chậu này chậu C7 ha. Cái cây thì mình không báo sai nha. Và anh em nói là Vũ ơi báo sai cho anh, thì cây này không thể nào báo sai được, nó tương tự nhau ha, không có báo sai được. Số 7 ha, 400.000 cây. Số 8 tuyệt vời không, không có thiếu con nào hết. Số 9 nghe tuyệt vời ha. Số 10. Đây, số 10 đây. Bà con mình ha, tuyệt rất là tuyệt vời. Số 10. Đây à. Để quay tiếp tục luôn. Cái số mấy đây? Số 11 nha bà con mình ha. Đây. Để không lộn thì sau khi quay em sẽ sắp ngay hàng thẳng lối nha, số nha. Tại vì 9 người 10 ý mà. Nhiều khi người ta thích gì cái nhánh này không chừng. 11. 12 ha. 12. Thì anh chị mình liên lạc qua hai số điện thoại là 0987 557 550 là số di động. Còn một số Zalo là 0833 557 550. Thì nhiều anh em hỏi là tại sao mà bán hàng mà không gọi được, là anh em mình gọi qua Zalo là cái số đó là số kết bạn mà con mình. Còn số di động là em chỉ xài một số thôi, là số 0987 557 550, mà anh em mình gọi số khác thì làm sao mình nghe được ha. Cho nên là mình giao dịch số qua số di động là 0987 557 550. Anh em mình gọi số khác mà biểu em nghe làm sao em nghe được nha. Cho nên là cái này phiền mà phiền lầm rồi. Số 13. 13 đây. Nó cũng tương tự nhau mà con mình, nhưng mà ý thích thì nhiều người ha. Số này số 14. 14 nè. 14 ha.
15. Thấy không? 15 mà tới 16. 16 đâu? Đây 16. Mười bảy đây, mười này 18, 17 đây. Mình cũng quay từ từ tới ha. Mười tám, 19, 20 đây, 20 ha. Đẹp đẹp không à. 21 nè. 21. Đó. 22. Đó mà con mình thấy ha. Xem giùm em nha, cái bài này rất là đạt luôn á. Cái này nãy mình nhổ ra cho bà con mình coi nè, ngày mai mình trồng lại. 23, 24, rất là tuyệt vời nha. 25, 26, ôi 26 này đã luôn, to mà đẹp nữa. 27 ha. Rồi tạm 27 cây đi. Đó, vì những cái cây này thì ngày mai có thể em đóng, em đánh mã số tiếp nha bà con mình á. Còn nhiều cây nữa, nói chung là hàng rất là khá. Thì đây là cái cách mà chiều khách bên em là bán mỗi người một cây á. Mình có quyền mình lựa ha. Anh em mình thấy là những cái cây này mà về để được như vậy á thì đương nhiên là phải bứng vô chậu rồi các kiểu luôn mới đạt như gì. Chứ không phải mà anh chị em mình mà đi tới rồi bắt đầu phải đi ra giường bứng rồi lựa rồi các tàn đủ thứ hết trơn thì nó khó. Cho nên là ngay lúc này thì anh em mình có thể mua và về tập chơi ha. Là 27 cây. Bà con mình nhớ là 400.000 cây nha. Rồi.